Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay là ngày thứ bảy ở chùa Bà đây. Mình sẽ quay khơ khơ cho các bạn coi nè. Đó. Thấy chưa? Hai bên hàng quán bán gì lắm. Đó, thấy chưa? Để mình dẫn cho các bạn vô. Nhộn nhịp lắm. Nhộn nhịp mà taxi nó ế. Bán nhiều lắm. Thấy chưa? Đồ lưu niệm này. Quần áo nè. Đó thấy chưa? Đâu rồi? 25k. Đó, đông lắm. Đó. Hôm nay thứ bảy nha các bạn. Đó, kia. Để bên kia có con heo các bạn thấy không? Đó. Mọi người thứ bảy chủ nhật ta cúng heo dữ lắm. Mình không có tiền cúng heo, mình đi quay thôi. Đông thế mà mấy ông này không đi xe taxi buồn ghê luôn á. Đó, bạn thấy chưa? Ồ, các bạn hai bên đường. Cái này gọi là khách thập phương luôn nha các bạn. Thấy chưa ha? Đây là cái gọi là thốt nốt á. Mình dẫn các bạn lên chùa nữa ha. Ok. Rồi dài lên chùa nha. Đó, dẫn lên con mắm gì đó. Đó, phía xa xa đó là cái chùa Tây An các bạn. Còn lên kia là núi Cấm. Bạn thấy chưa? Là bưu điện núi Sam, bưu điện này có lâu đời lắm rồi đó. Và ở đây là người ta cấm nghe, không cho xe vô thứ bảy chủ nhật, mà kể cả ngày thường cũng vậy nữa. Cấm lại đây. Phải tắt xe dân bộ mà. Ở chốt này thì có mấy chú công an với lại bảo vệ đứng canh nha. À. Phía trên kia là cái chùa Tây An đó các bạn. À. Còn ở đó đó chút xíu mình gọi qua cái chùa Bà luôn nha. Quẹo lên chùa Tây An cho các bạn coi. À. Tây An tự á. Hello. Đây nè. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Rộng không? Đó, con voi nè. Voi nè, chưa? Voi này to nè. Bên đây là con voi trắng. Ở bên kia là cái con voi đen. Không biết nó có ý nghĩa gì đâu. Con voi này lúc nhỏ mình lại to lắm nghe, mà xi măng nha các bạn. Xi măng nha. Còn bên đây là cái con voi khách người ta chụp hình dữ lắm nha. À, đây là con voi màu đen nha các bạn. Nên mình quay vô cái sảnh nha. Trong sảnh nó có gì ha. Đó. Ồ. Lại lắm các bạn. Thấy chưa? À, nơi này nó yên tĩnh nha. Không được nói chuyện nhiều. Ok. Còn quay sơ sơ cho các bạn coi thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Khách đông lắm. Đó. Đó, bên đây cũng có bức tượng Bà. Mà nhỏ thôi. Tượng Bà ở bên kia kìa. Người ta hạn chế đốt nhang nha các bạn. Ai mà đốt nhang nhiều người ta sẽ đưa xuống đây. Đây là đưa xuống đây nè. Đó, thấy chưa? Tránh quả quạng đây người ta xây cái học này luôn. Đó.
Bây giờ con có máy nè. Phòng ảnh nha các bạn. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai còn đóng nữa. Các thập phương ở đây luôn đó. Cái đường vô chùa Bà các bạn. Quẹo 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 này xíu nha. Người ta bán hai làn đường luôn đó. Bạn đồng lắm nha các bạn. Đồng lắm. Đó. Taxi của mình mới vừa tặng này cho dùng. Taxi cho bắp thấy đẹp trai chưa? Để mình bỏ lội lỗi ở đằng chùa Bà quay cho các bạn coi nha. Đồng lắm, ta bán hai bên. Đó, thấy chưa? Ui, thủ phụ mắm luôn. Đó, mắm dữ chưa? Quá trời mắm luôn. Đó. Người ta bán hai bên đường nha các bạn. Đồng lắm. Thấy chưa? Ai muốn mua cái gì thì mua, cắt kỹ không mà đĩ luôn. À, thấy chưa, hàng quá đa dạng luôn. À, thấy chưa, hello chào cô. Đa số là mắm nha các bạn, quá trời mắm luôn. À, mắm Bà Giáo Thảo 3 số 1 là nổi tiếng rồi đó nha các bạn. À, thấy chưa? Quá đông, quá đông. Đó, bây giờ là tới cổng chùa Bà các bạn. Đó, cổng chùa Bà đây. Đây, cổng vô cổng chùa Bà. Đó. Thấy chưa? Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam nha các bạn. Ở đây nè. Đó. Bạn thấy chưa? Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Khoảng cách cái chùa Tây An ở đây cũng 50 m. Bây giờ mình vô miếu bà luôn nha các bạn. Ok. À, đi theo mình nha. Nhà núi không cần. Bây giờ thì núi không, mấy đứa núi không. Đồng anh em. Nghe nghe. À. Người ta. Người ta cúng xong á. Người ta cúng. Người ta cúng xong á, người ta cúng xong á, người ta đảo ra lại nghe các bạn. Đó, thấy chưa? Này gọi là khách thập phương luôn á. Thấy chưa? Đông. Xin chúc mình vô sảnh luôn nha các bạn. Vô sảnh xem nó như thế nào. Cũng lâu lắm rồi đó. Lúc nhỏ chỉ có ngoại mình dẫn đi thôi. Mình nhỏ xíu kìa, lúc 4-5 tuổi đó. Bây giờ mới có dịp quay ra đây nè. Đó. Mình đi chạy dài vô ha. Ok, trời ơi, bạn gái này xinh quá. Xinh quá. Đó, xinh quá. Mình xin số điện thoại mà không dám. À, thấy chưa? Không lắm. Đó. Đây là cái cổng trước nè. Đó, ở ngoài có mấy chiếc xe ôm gọi quá trời luôn. Đó, ngoài thấy chưa? Đông vui lắm. Đó, ngoài thấy chưa? Ở trên đó là giống như cái khu để vàng bạc áo của bà bên khu này các bạn. Đó. Còn ở bên đây á là cái sảnh chính của miếu bà, lúc nhỏ lắm rồi đó. Đó, bạn quay ké, bạn
xinh đẹp quá. Vào cái sảnh chính luôn nha các bạn. Ở trước sảnh này có hai cái con sư tử, hai con sư tử này bằng đá nguyên khối luôn nha các bạn. Đó, bây giờ nó hơi ồn một xíu, kệ ồn nhưng mà vui là được. Đó. Con sư tử gì vui chưa à, để mình đụng luôn đấy nha bạn. Trời ơi, móng vuốt dữ chưa. Đây là vô cái sảnh chính luôn nha các bạn. Sảnh chính luôn nha các bạn. Nơi này là nơi tôn nguyên đó nha các bạn. Đó, thấy chưa? Bây ba một vòng 360 độ các bạn rồi. Đó. Ở phía bên này là tượng bà để mình quay. Tượng bà các bạn coi luôn. Mọi người đều cúng hết nha các bạn. À, đông lắm. Bữa nay thì hơi vắng đó chứ. Đó là nó nghịch luôn á. Người ta hạn chế nhất là thắp nhang nha các bạn. Chút xíu. Là cái người ta không cho mình quay ở trong đó nha các bạn. Trong đó là cái sảnh chính á. À, bây giờ cái sảnh chính người ta không cho quay, mình dùng mình quay ở ngoài ha. Ở đây là cái cổng sau của chùa bà nè, đó. Đó, cổng sau á, cổng sau là đi xuống cái đường dòng núi Núi Sam luôn. Không, bây giờ mình không có đi ra cái cổng sau nữa, mình leo lên trên này luôn á. À, leo trên này cũng vui lắm nha. Đó, rồi đi, bạn ở đây đi thẳng vô đây là cái toilet nè các bạn, nhà vệ sinh các bạn thấy rồi, nhà vệ sinh bên đây. Đó, cái chùa bà bên đây nha, chùa bà bên đây thì cái nhà vệ sinh nó sẽ nằm đối diện ở đây cho Phật tử đó. Để mình lên trên cảnh mình coi cái gì quần áo với vàng bạc hả bạn, vàng thiệt luôn á nha, chứ không phải là vàng dởm đâu. Đó, mình phải lên cái cầu thang này. Đó, đông chưa, đông chưa, đông chưa, đông chưa, đông chưa, đông chưa, đông chưa. Bây giờ mình phải leo lên cái cầu thang này các bạn. Trời ơi, cầu thang này. Cầu thang này nè. Cầu thang này hả? Đi giết mò luôn các bạn. Lúc nhỏ nhỏ mình thấy cầu thang này á. Giờ mình lên đây ha. Vô đây mình coi vàng bạc đá quý cho mình. Bạn thấy chưa? Ok. Đây vui lắm nè. Mình đâu có chợ. Cái gì nè, thấy chưa? Đó. Cái này là cái gì đó? Có cái chữ gì trên đây không? Không có chữ các bạn. Xem nó như là cái sâu chuỗi đi. À. Trời. Cái này nè bạn không, vàng thiệt nha, vàng thiệt là cho người ta cúng dường luôn á, thấy chưa, nhuyễn hồng gì nè, dân cúng là vàng thiệt nha các bạn, chứ không phải bằng giỏm đâu. Đó. Thấy chưa. Đó, trong đây có hai cái bình nha bạn. Đó, vàng thiệt hết nha. Đó. Đây nữa nè, đây là vàng thiệt nha các bạn, không phải bằng giỡn đâu. Đó, Phật tử người ta cúng vừa đó, thấy chưa, đẹp lắm nha, áo của bà mà, đẹp lắm. Đó, chúc mừng chưa, hai vợ chồng hạnh phúc chưa, đó. Đó,
hai cái đèn cầy to quá các bạn ơi. Đó, thấy chưa, to đúng luôn. Trời ơi, hai cái đèn cầy ôm không hết. Đây là cái bình này mà. Đấy chưa? Bình này bằng cái gì đây? Bằng đá. Đá gì đó. Không biết nữa. Đó. Này là những cái công ty người ta tặng các bạn. Đó, thấy chưa, đẹp chưa? Trời ơi. Ôi trời, đây có ba cái nha. Ở bên kia nó có thấy cái cây cây mà cái nhà to chưa, giống như là hả ba ngón tay của Phật tổ tại thiên hồi xưa. Ôi trời ơi, nhất trên nhất nhà luôn. Này là vàng, vàng không nha các bạn, thấy chưa, vàng không nha. Trời ơi kìa, vàng nữa kìa. Ôi dồi ôi, vàng 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 không. Đây là cái, ở đây có một cái chuông nữa nè các bạn. Ôi trời ơi, coi coi, có tiền nữa kìa. Mình coi coi. Này gì đây? Tiền thật hay tiền giả đây các bạn? Úi trời ơi, tiền thật nha các bạn. Tiền thật nha các bạn. Ôi trời ơi, bức tranh tiền nè. Đẹp quá trời luôn, 2 đô nha các bạn. Một cái bức tranh tiền nha các bạn, em dành xa xa luôn cái phần này đó. Ủa, em có cái bình to chỗ chỗ chữ ra. Này là gì đấy? Đá núi xa, đá xa Phật. Vào dưới độ sâu 1m50. Trước nhà Kim Bà 1994, 20 tháng 10 1994. Này là đá núi xa, này mình đoán đoán là giống như cái cối xây bột hồi xưa. Cái đế cối xây bột các bạn biết không? Thấy chưa? Một cá heo dễ thương chưa? Cá heo nó không phải dễ thương mà nó dễ thương, bạn biết gì không? Dễ thương là nhận cái chữ này nè, cho tôi xin rác thôi. Bạn là đến chùa Bà nhớ bỏ rác đúng nơi quy định nha. Đó, mình đang đứng ở trên đây nè các bạn, đứng trên sẵn trên để mình quay toàn diện cho các bạn coi. Nói chung ở đây bây giờ an ninh nó cũng tốt lắm, mà có mấy chú bảo vệ nè. Nhắc với các bạn quay phim luôn nha, nãy mình mới vô trong đó quay rồi, tuyệt đối không được vào sảnh chính để quay nha các bạn. Đó, mình nãy mình không biết, mình cũng vô chổng mình đi quay rồi. Mấy anh bảo vệ la đó, các bạn quay nhé, các bạn quay vòng vòng cái khuôn viên thôi nha. Đó. Ở đây nó cũng hạn chế được cái phần móc túi rồi, nhưng mà vẫn còn ở đâu đó một số cái thành phần gọi là trôi nổi đi. Chưa dẹp hết được đó. Ở đây là các bạn theo, đây là giống như là cái menu á,
cái menu á, cho những cái khách mà du lịch người ta coi được có những cái địa danh ở ở Châu Đốc á, quanh Châu Đốc nè, có lễ hội đua bò bảy núi nè, làng bè Châu Đốc nè, đó bạn thấy chưa, đó mọi thứ đều thể hiện cụ thể ở đây đó. Đây, đặc biệt có cái đường dây nóng nè, đường dây nóng này là của chính quyền ở đây đó, có thứ này gì cứ điện vào đây nha, đó bạn thấy chưa, cái menu này đó, thấy chưa, cây thú đỉnh Vĩnh Ngô, đỉnh Vĩnh Quân chứ. Lấy tham khảo nha, đó. Những khách sạn, nhà hàng nữa, đó, có rồi các bạn. Nãy là bên đó là cái nhà vệ sinh mình nói rồi đó, đó. Người ta ở đây người ta du lịch người ta chụp hình đúng không? Like, share, ủng hộ nhé. Bye bye.